Hello anh em nhá, đây là một cái siêu phẩm ở cục đẩy công suất size 1 u của đất D có thể chơi được 8 quả loa bát 40 luôn anh em nhá, 8 quả loa luôn và anh em nhìn thấy không ạ? Một cái điều đặc biệt của con này nó quá là mỏng và quá là nhẹ, à, size của nó chỉ có 1 u thôi, nó chiều cao của nó chỉ có 4 đến 5 cm thôi và cái cân nặng của nó thì cực kỳ là ấn tượng, chỉ có 10 kg thôi anh em nhá, 10 kg thôi, anh em thấy không ạ? nó cực kỳ nó nhỏ gọn và nó giải quyết được những cái vấn đề cho anh em như là nặng bê vác nặng rồi à, công suất yếu đúng không ạ thì cái con này nó rất là nhẹ và cái công suất của nó rất là khỏe cho anh em chơi à, cái dây nguồn của nó thì à, anh em cũng có thể biết được là cái dây nguồn của nó cũng khá là to vì dòng công suất lớn và đây là dây nguồn liền dụng nó là dây nguồn có hai chấu thôi anh em nhé dây nguồn hai chấu nó rất là dễ dàng cho anh em có thể chơi ở đây Đấy, dây nguồn hai chấu và đây là một sản phẩm cục đẩy hàng chính hãng của thương hiệu lưới Âu Tích mang mã là D4150. Thì bên em không ngại về những cái vấn đề như mở nội thất cho anh em xem. Mà bên em chuyên sâu và có thể mở nội thất theo nhu cầu, theo cái ý thích của anh em mà muốn sử dụng hay là muốn tham khảo về cục đẩy nào. Thì bên em đều có những cái video rất là chi tiết và có thể theo những cái yêu cầu để cho anh em có thể tham khảo, có thể lựa chọn với các dòng sản phẩm cục đẩy bên em và anh em hãy lưu ý là có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với bên em qua số điện bên góc dưới màn hình anh em nhé anh em xem video thì chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và hãy vào trong kênh ấy để xem rất nhiều các video về các dòng sản phẩm như vang rồi mic rồi loa rồi súp rồi rất nhiều các dòng là ray right bên em cũng có đầy đủ phục vụ cho anh em thì anh em hãy nhớ đăng ký kênh và vào kênh anh em nhé còn những cái sản phẩm thì bên em đều báo đó là những cái giá rất là công khai, rất là chi tiết cho anh em rồi. Và riêng cái cục đẩy D4150 này thì giá hiện tại là 14 triệu 500 nghìn đồng. Là bên em có bao ship cho anh em luôn. Anh em nhìn đẹp không? Quá đẹp và quá chất luôn đúng không ạ? 4 kênh. Và mỗi một kênh công suất của nó đạt lên tới 1.500W ở cái chế độ 8 ôm anh em nhé. À, 1.500 một kênh chứ không phải là 1.500 chia cho 4 kênh nữa. Và ở 4 ôm thôi anh em nhé. 8 ôm một kênh 1.500w cực kỳ khủng khiếp rồi đúng không ạ à, cái nhẹ hay nặng thì nó lại phụ thuộc vào cái nguồn thì cái nguồn của nó thì sử dụng đó là nguồn sung kết hợp với mạch class D thì nó rất là nhẹ nhàng thôi nguồn này thì nguồn sung anh em thể nhìn thấy đây là cái phần nguồn của nó đây từ cái tấm vách này anh em thể nhìn thấy ra sang bên tay phải này đây là một cái khối nguồn của nó nguồn này thì nó là nguồn rất là chất và như anh em có thể biết được là các dòng cục đẩy class D anh em hay sử dụng các dòng có 500 600 w đấy mà anh em mà sử dụng à, nó công suất nó không được chuẩn và cái thứ tiếp theo nó nguồn của nó hay bị lỗi thì khi mà lỗi ra thì cái sửa nó rất là khó và có thể sửa lên tới một hai triệu cái nguồn luôn và cũng đẩy có mấy triệu thôi đấy là nhiều anh em cứ ham rẻ và anh em không biết về cái chất lượng thực tế nhưng đây là dòng sản phẩm hàng mới chính hãng của thương hiệu lớn acoustic bên em bảo hành cho anh em một năm hỗ trợ sửa chữa tất cả các dòng máy bên trong này hỗ trợ sửa chữa cho anh em chọn đời luôn nên anh em yên tâm là không thể là không sửa được và cái phí sửa của nó thì cực kỳ là rẻ so với lại cái giá tiền cái sản phẩm mà anh em nhận được đúng không ạ à, giá cục đẩy này à, khi mà bán tới tay anh em là 14 triệu rưỡi và khi sửa tối đa thì nó chỉ lên tới 5 600 trăm nghìn đây là cái lỗi lặng nhất thôi còn bình thường thì em có thể sửa chữa còn có thể free hoặc là có thể tính phí cho anh em một chút nho nhỏ thôi à, cái tiền để uh, mua linh kiện trả anh em thợ để anh em có thể sửa chữa và thay thế cho anh em thôi còn đâu hầu như là bên em hầu như là không sửa chữa luôn hầu như không sửa chữa mà hỏng đâu bên em sẽ thay đó thôi chứ cũng chả sửa chữa gì vì bên em là một uh, đơn vị cung cấp và phân phối cái dòng sản phẩm của thương hiệu lưới acoustic này thì uh, tất nhiên rồi đúng không ạ những cái thiết bị bên em thì có đầy đủ cho anh em bên nhà máy công ty họ đã chuyển về và sẽ thay thế cho anh em luôn chứ không phải là sửa để cho anh em yên tâm và tin tưởng khi sử dụng cái dòng của thương hiệu lưới tích này Đấy, nói riêng về cái cục đẩy này thôi anh em nhé còn các cái cục đẩy khác thì cũng như vậy thôi và những thiết bị khác như vậy nên anh em có thể biết được là với dòng sản phẩm bên em thì bán ra thì rất nhiều nhưng cái tỷ lệ lỗi của nó thì cực kỳ thấp đồ điện tử thì không ai có thể nói là không có lỗi được mà cái tỷ lệ lỗi của nó cực kỳ thấp nên anh em cứ yên tâm và tin tưởng khi sử dụng thôi bảo hành cho anh em 12 tháng anh em nhá nói rất rõ rồi đúng không ạ à Ở đây bên trong cái nội thất anh em nhìn nó quá là chất quá là gấu rồi đúng không cực kỳ xịn sò nguồn sung này dùng điện từ 110 đến tới 240V và những cái bo xử lý công suất bo xử lý tín hiệu rồi những bo tụ nó rất là nhiều luôn dòng này thì tụ cực kỳ nhiều nhưng anh em mà đếm sò thì là anh em là một sai lầm khi suy nghĩ về class d sò thì nó rất là ít nó sử dụng các con mo phép thôi không sử dụng sò mà sử dụng mo phép anh em nhé và tụ của nó thì anh em đếm rất là nhiều luôn sử dụng cái này thì nó sử dụng lên tới 40 con tụ lọc nguồn luôn chứ không phải là ít 40 tụ lọc nguồn anh em nhé anh em có thể thấy là tụ nó rất là lớn tụ có lên tới 160V 160V và 1000 mi 160V cái mức điện áp quá là cao cho anh em chơi thiết kế linh kiện bên trong đây anh em thấy thấy và quạt gió con này sử dụng lên tới 4 quạt một hai hai quạt tản nhiệt cho nguồn hai quạt tản nhiệt cho phần công suất và đây bên trong của nó đây anh em thể nhìn thấy Đấy. rất nhiều những cái linh kiện ở đây đúng không ạ rất nhiều những cái linh kiện ở đây Đấy. rất nhiều những cái linh kiện ở bên phía dưới này nó bịt nó bảo vệ những cái linh kiện này Đấy. rất là chắc chắn và rất là xịn sò luôn Đấy. dòng này thì uh... Bên em cũng đã test rất nhiều cho anh em rồi Đánh với uh, sub kép 50 TVK 218 Có đánh hết rồi Và có xử lý Có đánh cả Có full đôi Rồi la ray Quá ngon luôn Thì dòng này thì vẫn khuyên anh em là Đẩy mỏng nhẹ Và cờ lát D Nguồn sung này Thì tiếng lời ca nó sẽ hay Thì khuyên anh em là Lên đánh full Để cho cái lời ca được tốt nhất Còn sub thì có các dòng cục đẩy công suất Như 2.18 Hoặc TD 1500 Và phía sau dưới cùng kia Sẽ là mấy nghìn 600 Là những cái dòng mà chuyên trị Với các dòng sub kép thì anh em đánh với những dòng đó thì sẽ ok còn đây tiếng thì nó rất là hay nên anh em đánh full thì sẽ ok và đẹp hơn rất nhiều chứ nó gọn nhẹ và giá thành hợp lý thôi Đấy thì ok lấy D4150 anh em nhé giá chỉ có 14 triệu rưỡi bao ship cho anh em luôn giá cực kỳ tốt và cực kỳ chất cho anh em chơi rồi ok à, em xin nhắc lại nhé 14 triệu rưỡi bao ship anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với bên em qua số bên góc dưới màn hình Cho tất cả anh em và hẹn anh em ở các cái video clip lần sau anh em nhé